À, Duy cho biết quan điểm của Duy câu nói thế nào về bộ trưởng cái gì đó mà dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn chúng ta sai chúng ta chịu trách nhiệm trước dân. Thì câu đó đâu gì đâu sai mà, đúng không? Dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn chúng ta sai chúng ta chịu trách nhiệm trước dân và tòa án. Vậy thôi. Đúng không? Tại vì họ là gì? Họ là lãnh đạo thì họ phải chịu trách nhiệm trước dân nữa. Họ phải chịu trách nhiệm trước dân và để cho người dân phán xét. Nó còn hàng dân cu đen bình thường thì không cần chịu trách nhiệm trước dân. Ok. Mà bạn chỉ chịu trách nhiệm trước tòa án thôi. Còn cái ông lãnh đạo đi á, ông phải chịu trách nhiệm trước dân, ông phải kiểm điểm kỷ luật, gọi là đã là tướng mà gọi là gì sa cơ á. Một phát một theo Duy, nếu như phải rơi vào tình thế bắt buộc phải chọn Mỹ hoặc chọn China thì Duy chọn bên nào? Thứ nhất á, là mình không có bất tài vô dụng đến mức rơi vào cảnh phải chọn lựa. Còn bây giờ á, nếu mà rơi vào cảnh chọn lựa thì mình sẽ phân tích có bên nào có giá trị thương mại hơn. Thế thôi. Thế ở Việt Nam không có người chết à, mà ở đó định bợ. Ôi Việt Nam người chết là chuyện bình thường, nhưng mà không có chết vì súng đạn mày ơi. Không có con khùng nào tự nhiên đi xả súng hết á, hiểu không? Sống đỡ bất an, đi nhà thờ đỡ rung mày ơi. Cho con nít đi học cũng đỡ rung nữa. Ví dụ con nít đi học có thì nó mâu thuẫn, nó quýnh lộn trong trường thì chuyện của tụi nó, chứ không phải là chuyện của thằng điên cầm súng vô xả. Vãi cả so. Mày so ăn gì so ngu như con bò vậy mày. Rồi thêm cái nữa về dân trí, Mỹ là cường quốc số 1, Việt Nam tao mới gọi là mới nhú đã. Bây giờ mày so cường quốc số 1 Việt Nam là mày cũng thua rồi. Thế thôi. Phản động gáy hả con? Nhận đi. Gáy động gì cho mệt. Thế mày tự vả vào mặt mình. À biết là yếu mà cứ thích so sánh. Ủa yếu chỗ nào mày? Ủa tao yếu hơn mày chứ tao đâu có thua mày. Chừng nào tao yếu hơn mày mà tao thua mày, tao thì mày mới nói gì được. Không có gì gọi là tự vả mặt cả. Số liệu người dân thường bên Mỹ chết một năm cao Việt Nam rất nhiều. Đúng không? Giờ tao nói mày chết là hết rồi đó. Giờ bàn cãi gì? Tổng số người chết bên Mỹ một năm cao Việt Nam rất nhiều. Trong tất cả các loại nguyên nhân. Bệnh hoạn có nè. Rồi súng đạn có nè. Đúng không? Rồi tai nạn giao thông có nè. Buồn quá tự tử có luôn nè. Mà trong đó là số người chết oan rất là nhiều. Chết oan đó bạn. Chết vì khi chính phủ này nọ kia rồi lo gọi là bầu cử bầu kiết rồi lo này lo kia rồi xong rồi đấu đá phe phái nhau, bỏ cho người dân lạnh quá tắt sáp nó cúp điện đồ xong rồi cũng chết đó. Rồi cái chuyện bão này nè là cũng chết. Bây giờ bão thì mấy ông có độ thừa là thiên tai, ai biết mấy ông có chịu cứu người hay không. Mấy ông lười biếng, mấy ông cứu người xong rồi mấy ông đổ thừa thiên tai cũng chết, lâu lâu xả súng cũng chết, đúng không? Đi mắt cận nhìn qua nhà hàng xóm thấy bà đó tưởng là con hươu bắn cũng chết. Nó nhiều cái lắm mấy bạn ơi, nên cái mặt trái của Mỹ nó là vậy thì phải chịu thôi. Sống chơi là phải chịu chơi game, đúng không? Còn bây giờ đi cạo neo cho nó quỵt tiền, đi ra đồi nó bắn xì tương cũng chết. Là đấu đấu đá phe phái với nhau mà hại dân là được, không giống những nước kia kìa, đòi đấu đá không dân chết quá trời. À, đất nước đa đảng sẽ có sự minh bạch giống như cuộc chơi có nhiều trọng tài. Cái này là phản động nói mày ơi, tao không tin đâu. Tao thấy đất nước nào nó cũng có sự minh bạch hết đó. Quan trọng cái bộ máy lãnh đạo đất nước nó có tốt hay không. Bộ máy lãnh đạo đất nước nó tốt thì đất nước nó tự nhiên minh bạch rồi, thấy không? Còn lãnh đạo bộ máy đó mẹ tối ngày nó tham quyền, nó cố vị, nó đấu đá phe phái với nhau à, minh bạch ghi khô gì. Ông bây giờ chuyện của Mỹ nó rút quân về thôi, lỡ chết mười mấy người thôi đi, tự nhiên giờ đảng Cộng Hòa lấy ra bụp Trump như con. Ủa lộn lộn, bụp Biden như con. Bây giờ Biden nó cãi lại nè. Ủa tao mới lên tao làm nha, tao mới lên tao làm mới có một chút đỉnh nha, chết có 13 người thôi. Còn tụi mày lãnh đạo tụi bay tụi còn mấy cái đời trước kìa, chết gần 3.000 người xong mày không chửi, đúng không? Đây là cơ hội thật sự bạn, đây đó, đó đó là vấn đề cơ hội chính trị để mà dìm nhau, để kêu gọi ông này từ chức hạ uy tín của đảng Dân Chủ xuống, để trống mùa cái mùa bầu cử giữa kỳ nè đảng Cộng Hòa ngôi lên. Đời nó chỉ có thế thôi con, chứ lo gì cho tốt cho dân cho Mỹ, chả có gì cho tốt cho đất nước cho dân cả, mà ở đây chỉ là lo đất tốt cho cái lợi ích của cái phe phái của mình thôi. Giờ tôi hỏi bạn nè, mất 13 người so với mất 2.000 mấy trăm người thì cái nào nhiều cái nào, mà sau vụ kia vụ lớn kia không ai nhắc hết trơn trọi đó. Còn vụ này á, thì đổ trách nhiệm đồ ABC tại bị đồ gì, hồi đó Mỹ bắt buộc đi bên đó, vậy có mình có bị ghép tội phản nước không anh Duy, mà không đi theo nghĩa đánh mình làm sao? Đang hỏi gì, Mỹ ép buộc đi theo nó phản quốc đánh mình làm sao? Hôm bữa tao coi livestream của con nhỏ nào không biết nữa, nhỏ con gái nó nói ở bên Mỹ nhà có mấy cây súng là chuyện bình thường. Há nói nghe tao thấy tao lậm tóc gáy luôn chứ bình thường. Thiệt tình đó, quan điểm nha các bạn, quan điểm của con nhỏ đó thì mình tôn trọng, lỡ có cướp thì sao đồ nó thôi chịu. Ở nhà có mấy cây súng mới chịu nha, chứ một cây không chịu đâu. Nếu nói như chị đó vậy thì Mỹ cướp nhiều hơn Việt Nam, vậy dân Mỹ mới cần súng để bảo vệ chính quyền làm bù nhìn nên cướp mới lộng hành. Nhưng mà ngộ một cái á, tàn trữ vũ khí trong người
trong trong nhà thì đó là văn minh, tao không hiểu được cái đạo lý đó, đúng không? Tại sao đó gì xã hội người ta lên án bạo lực, đúng không? Xã hội là không được bạo lực, không được đánh nhau, không được đâm dọa, hâm dọa đã bị phạm phạm tội rồi, đâm chém này nọ kia nhà bắn nhau nữa. Nhưng mà bây giờ bà nói cái câu đó là ồ bên Mỹ nhà cầm súng, mấy cây súng là chuyện bình thường, nhà phải có đồ, thì mình thấy nó ngộ ngộ thôi. Mình cũng không hiểu được cái suy nghĩ của những người ở bển. Nếu mà sống chuẩn văn minh đó thì phải bỏ súng hết đi, con người nói chuyện nhân nghĩa đạo lý với nhau, đúng không? Ta nói là gì gì quên rồi, chế độ nào thì con người đó, đúng không? Thì bây giờ cái chế độ mà là chế độ dân chủ, mà chế độ mà là chế độ văn minh, thì con người phải dân chủ văn minh, mà dân chủ văn minh nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Ủa không hiểu, cái này tao thật sự không hiểu, thằng nào chửi tao ngu tao cũng chịu nữa. Anh ơi, theo Mác thì giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, mà anh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực á, là cái lúc đó là đánh giặc ngoại xâm ông nội, hoặc là lúc đó là tầng tầng lớp áp bức cho những xã hội đấy nó chưa được như Mỹ, đúng không? Bị áp bức độ này nọ cực kỳ ghê gớm lắm, tao mới giải quyết mâu thuẫn xã hội. Chứ còn bây giờ á, mà cái xã hội văn minh hiện đại, người dân nào cũng giàu hết đi cướp chi mày, cho nó bắn cho xì tương, đúng không? Bây giờ ví dụ như mày có tiền mà có lũi vô nhà nhỏ nó bị cướp để cho nó bắn mày không? Cái chuyện nó đương vậy cũng hỏi nữa, đúng là sủ nhi thiệt chứ. Nên nó mấy ông nội mày nói có trước đá có sao, xã hội nào nó có những vấn đề của xã hội đó, nhận mẹ đi khỏi cãi. Mà cái căn bản ở giờ thằng Mỹ nó không có lối thoát chỗ đó, đó nó mới chết. Nó còn vấn đề Trung Quốc thì không có đó, đỡ hơn. Thằng Trung Quốc nó sao đỡ, mà nó đỡ hao mana hơn để nó quản lý xã hội. À, nó ghê lắm nha bạn, không đùa đâu. Bây giờ qua bên xã hội Trung Quốc nghe mấy thằng đi chơi về kể, độ hệ thống camera đầy đường luôn, nó quản lý dịch Covid là thấy ngon ăn chưa? Thằng tội phạm mà nó chắc cũng khỏi trốn luôn, nó phải trốn qua nước khác. Mình thì mình đi chưa đi Trung Quốc đó, thì mình không có biết rành, nhưng mà nghe tụi nó đi về nó kể, mấy thằng phòng tạ đi ghê lắm. Quan điểm các nhà làm luật ở Mỹ là làm hiến pháp, có tranh cãi nhau rất gay gắt, nhưng cuối cùng kết luận người giết người chứ không phải súng giết người nên được thông qua luôn. Thôi lại bố, ủa thằng đó lúc mà nó bị khùng rồi sao, tự nhiên người ta phải trả giá cho cái khùng của nó hả? Mẹ sai thì phải nhận phải sửa chứ, phải kiểm soát súng đạn làm sao chứ, để chơi chỗ đó vô nhầm nhà thấy ai ngồi bên trong tưởng xâm nhập nhà mình luôn, mình bắn luôn cũng chết. Cũng chết gì ấu hồ cộng con, livestream nói chuyện một chiều tưởng vậy là hay, cậy mẹ nó, miễn giàu hơn gì ấu thiệu với sọc con là được rồi mày ơi. Mày khe làm gì, một chiều hay nhiều chiều gì cậy mẹ, thành bại luận anh hùng, đúng không? Đu càng là thua cắm ẵng. Bây giờ tao giàu hơn mày là tao đúng, chịu không chịu thì thôi, chịu thì ở coi, không chịu thì ăn lóc. Bây giờ mày biết không, là gì quên rồi, gì cháu ngoan Bác Hồ được giải thưởng đó con, là có là có giấy khen á, cháu ngoan Bác Hồ vẽ sạch chữ đẹp đồ. Nói vậy còn không chịu nữa, tao giàu hơn mày tao đúng à, thế thôi, tao làm chủ đất nước còn mày ở đợi xứ người là tao đúng. Mày không có nào đi tự hào, tao là người Việt Nam mà tao là tại vì tao quốc tịch Mỹ mà tao nói tiếng Việt hết á, chuyện đó đi tự hào. Mà tại sao không tự hào rằng tao nói tiếng Việt, tao hai quốc tịch nè, vậy nó mới ngon chứ, đúng không các bạn? Bây giờ tao quốc tịch Việt có, quốc tịch Mỹ có, tao thích ở đâu tao ở, tao vẫn nói tiếng Việt và tao vẫn nói tiếng Anh, tao là công dân tốt của hai quốc gia luôn, vậy nó mới men, vậy tao mới là Việt kiều yêu nước. Mấy con đằng này á thì ăn nhờ ở đậu, nghèo nhưng đót, mẹ tối ngày đi cà khịa Việt Nam hoài à, suốt ngày nói chuyện Mỹ. Duy Nguyễn, mà Duy Nguyễn mày ở đâu đấy? Ở Mỹ à? Ủa ở Việt Nam nói chuyện Mỹ không được hả mày? Mày ở Mỹ mày nói chuyện Việt Nam được thì tao ở Việt Nam tao nói chuyện Mỹ được à, quan trọng là nó đúng hay nói sai. Vậy thôi, mà thêm cái nữa nha, tao nhiều tiền mà tao đâu trả được, còn mày không có được như tao đâu, bớt láo. Giờ cỡ Duy Nguyễn qua bên Mỹ mua cái nhà chuyện một, nhưng mà mua để làm gì không cần thôi, hiểu không? Mua trả tiền mặt luôn, mày ứ góp, tao tao đâu phải dân quốc tịch Mỹ đâu góp. Vậy thôi, cay không, cay chịu thôi chứ biết sao giờ, ăn rồi lo phản động không, nghèo sao cãi lộn lại người ta. Ta nói có tiền mới làm phiền được thiên hạ, đúng không? Có sổ đỏ thì mới ngạo nghễ được chứ đời. Mình có được đất nước giang sơn Việt Nam thì mình mới có tự tin. Còn bây giờ mày là cái phường lưu vong ăn bám, mày lấy cái gì ra mày ngồi mày cà khịa với tao? Vậy thôi đó các bạn. Các bạn nói mình láo cũng được nữa, nhưng mà mình có cái láo của mình có cơ sở đó mà mình láo. Phải không? Đứng trước kẻ thù thì không thể nào cúi đầu, đứng trước kẻ thù thì không thể nào mà gọi là khiêm nhường. Nhưng mà chừng nào ngoại giao với kẻ thù chúa đó thì tự tính sao? Ý em là hồi xưa ông mình bị đi Bắc Ngụy. Thôi nói chung mà em ông của em là lính cóc, đúng không? Lính cóc không có khe, khi nào đừng gây tội ác với dân nhiều quá là thôi đó. Xong rồi khi mà hòa bình rồi đó thì giác ngộ lý tưởng cách mạng rồi đó, hoàn lương rồi, ai nói làm gì, hoặc là thậm chí không thích sống ở Việt Nam đi qua Mỹ
cắt cỏ hay là cạo nail hay làm gì đó, đừng có chống phá đất nước, ok, chả ai nói gì khi cô rồi cả. Đừng có đi tham gia mấy cái đại nhạc hội này nọ, lên là cầm cái súng không nổi, rung bặc 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 bặc, cái tay chào cờ giống buồn ngủ vậy thôi. Đừng có làm nhục mặt hình ảnh quân nhân đi, cũng chả ai nói gì mấy em nữa hả. Xô nữa hả, trời đâu có nhiều đứa xô vậy, thôi cho lên 3 triệu luôn nha mấy em, xô nhiều dữ trời. Anh nghĩ sao về một số dân Việt có trí thức lại bị mấy thằng phản động núp bóng tri thức tuyên truyền phản động cách mạng Mao, nhưng khi ai đó đứng ra khai sáng thì nó quay ra bảo vệ thằng phản động anh. Mặc dù nhiều người dân trí rất cao và có học thức, chắc có gì đó bất mãn thôi. Kệ họ, đường họ làm mấy vụ đó là thuộc dạng trình cao rồi mấy em, đường họ đi để họ đi đi, cản chi mệt quá. Mà đa phần chắc cũng già già rồi phải không em, chứ thường thường trẻ trẻ chắc không ai làm này đâu. Gì à, quê tao thị xã Gò Công Tiền Giang, dân quê tao nghe mày là cờ điểu, thằng thằng nào tặc nói vậy mà dân tao nó khen đúng, mày xem lại mày đi gì rồi. Ok, đơn giản thôi, bây giờ mở livestream ra, đưa chứng minh nhân hộ khẩu, chứng minh mình dân Gò Công với cái mặt mốc của mày ra, tao cho mày 1 triệu. Giờ ngày giờ mày mày ở quê đúng không, bây giờ làm 1.000 triệu tháng 30, không lẽ mày ngu mày không làm? Má nó gom cả dân Gò Công là không chấp nhận được rồi anh, chả khác nào nói Gò Công phản động, thì chuyện nó để nhà nước lo, anh sao anh biết được. Mà nó nói dân Gò Công đối xử với anh như vậy, mà đối xử với thằng kia như vậy, thì anh muốn chứng thực cái miệng nó nói ra thôi. Mà anh làm gì cũng trả tiền hết á, anh không bao giờ mà anh làm chùa, anh nói thiệt, anh làm gì cũng trả tiền đàng hoàng. À, 2 triệu mày bom bánh xe mẹt tao à, 1 tỷ chưa chắc tao chơi. Đồ dân quê phản động này gáy mỏm hơi bị ghê bạn. Ừ, 1 tỷ không chơi luôn, thằng này chắc cho nó 3 triệu với bạn ơi, nó bị khùng rồi đó, các bạn thấy nó khùng không? Má 1 tỷ mà nó không chơi luôn, trời ơi trời, mày giàu dữ vậy hả? Trời ơi, bây giờ mày chỉ cần làm video mà chứng minh mày người Gò Công thôi à, mà tao mà 1 tỷ mà không chơi luôn. À, Việt Nam phát triển chậm là những đứa thiếu ý thức thích nổ như như đứa ở Gò Công vậy. Nó mới hút cần Duy thông cảm. Thông cảm cho nó nha. Lướt TikTok thấy nhiều ngụy con lắm anh, chừng nào mày ra đường mày thấy nhiều ngụy con đó thì mày lo, chứ mày lên TikTok mày thấy ngụy con kệ nó đi. Sao em cứ tối ngày mấy em quan trọng không gian ảo quá trời á. Vậy anh hỏi mấy em đóng đóng cái mạng đi thì mấy ngụy con là gì, mở cái mạng ra thì ngụy con xuất hiện, vậy thì em hiểu vấn đề đó là sao. Ồ, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sống, chúng ta phải đi làm, chúng ta phải lao động, chúng ta phải kiếm tiền, chúng ta nuôi cha nuôi mẹ, còn tụi nó đâu phải là như vậy, tụi nó là cái gì đó không biết nữa, nó đang ở một cái phương trời nào đó cũng không rõ luôn, hiểu chưa? Chả hiểu nó bất mãn cái gì, nó thù hằn cái gì đó, mà nó tạo ra nhiều ạt, nó lên chiếm lĩnh không gian mạng. Trợ lý của N cộng xinh hơn trợ lý của anh, bởi vì mấy thằng nghèo thường nhìn nhan sắc vậy đó bạn. Ông mà con nhỏ nó sửa muốn banh cái mặt luôn rồi còn gì nữa mà nói, hiểu không? Bây giờ tao hỏi mày nha, bây giờ hàng thiệt với hàng riêu, ủa lộn, hàng riêu với hàng phát, mày chọn hàng nào? Trời ơi trời, một con nhỏ đâu không không có công ăn chuyện làm đúng không, tuổi đời còn trẻ mà bị đặt lên mạng đấu chính trị, mày so với một một con nhỏ phó tổng mẹ bảy cái ngu luôn đúng không, so vậy mà so, tao nói mẹ tao may tầng nào nó sinh ra mưa tầng đó vậy đó các bạn, may tầng nào sinh ra mưa tầng đó không, mẹ cái nước cờ nó đi cực kỳ sai lầm, mày không thấy hả, mày không thấy là con nhỏ phó tổng của tao nó lên nó gặp tụi mày á, sầm sàm một cái, một cái chán nó không lên nữa, nó đẳng cấp của nó không phải tiếp xúc với tụi mày, đẳng cấp của nó không phải tiếp xúc với mấy thằng phản động này nọ sầm xí đú, nó nghĩ nó dẫn nó đâu lên nữa đâu. Còn ngược lại trời ơi, con nhỏ kia đường đời thì còn đang trẻ đúng không, thiếu mẹ việc để làm đủ lên mạng mà đặt đú chính trị đến chính em, mà đặt đú ngu nữa đó. Thí dụ như thằng kia cái đường của nó đó, nó không còn đường lui thì nó là khác, còn mình có mắc cái khí khô gì đâu mà đi chung với nó đúng không, tôi gặp tôi với nó tôi đi cạo nail xong lấy chồng đại gia khỏe thôi mày ơi, tao đã nói phân tích cái tình huống nó rồi ấy. Tao tiếc theo sau những đóa hồng, những đường con gái sớm phai bông đúng không, những cô mới đú mà chống cộng đó, xô đuổi tương lai khỏi lấy chồng. Trợ lý của N tặc nói chính trị là sai hả anh, em cũng không biết luôn, thấy bả đẹp, nói chung thì em phải có đầu em suy nghĩ chứ, đẹp xấu khí khô gì mặt phách, nhưng mà đã là con gái mà là phản động là mất đẹp rồi. Ủa, con gái đàn bà ra chỗ khác, chuyện liên quan tới mình, còn thằng kia ở tù ra khá mà nó thù kệ mẹ nó muốn quất gì nó quất, cái chuyện nó đương nhiên nó có lý đúng không, nó có lý trong cái cuộc đời của nó chứ không phải nó có lý cho xã hội, ok, còn mình tự nhiên nó đổ đâu á lú mặt vô để cho chúng nó ghét luôn. Người ta hỏi mày nghe, đàn bà đàn gái bếp núc không lo lo, tiền bạc không lo kiếm, nghề nghiệp ứ có, mà lên mạng chính trị chính em cũng ứ có rành nữa, bị đặt nói theo nó ba phải, đặt mấy cái tít báo lá cải vậy, vậy làm sao
một con người đó nó đúng hay là nó sai, vậy thôi à. Tụi em phải có cái suy nghĩ của tụi em chứ, làm sao mà tụi em nhìn đời nó đơn giản mà nó cạn nông vậy, hiểu không? Như anh Duy Nguyễn, anh cũng chả bao giờ chính trị chính em, mà tại gặp cái lũ phản động ở trên mạng nè, nó tối ngày nó sàm sàm xí đú anh mới bực nó thôi, chứ anh không bao giờ thích nói với cái chuyện này hết. Cái chuyện này nói với những người nó phải có cái độ suy nghĩ cao đó, và người ta phải có được những cái phương án, người ta phải có được cái này cái kia nói ra để giải quyết đồ, hay nói là để cảm thông cho nhau, chứ mà nói đãi miệng nói để làm gì. MSBB có phản động không Duy? Chuyện đã nói rồi không nói lại, quan điểm của tôi không thích nhai lại một chuyện nhiều lần thế thôi, đừng hỏi mẹ nha, quan điểm sao tôi nói rồi mà chưa nói nhé. Phụ nữ mà nói chính trị dù cho đẹp thấy cũng mất duyên. Cái vấn đề á, thí dụ như mình làm chính trị á, thì ok, mình đủ theo đường chính trị như bà Kamala Harris thì ok, như bà Nancy Pelosi thì ok, hiểu không? Chứ còn đằng này á, đây bú theo, trong khi mình kiến thức non cạn, không hiểu gì hết á, chuyện sâu sơ cám rợ đâu mà tự nhiên đang trâu lành biến vô chơi chung với thằng trâu bệnh, hiểu không? Để cho thành bệnh như nó, thì cái đó là cái không nên. Cuộc sống mình phải tính cho nó kỹ chứ, đường đời nó nhiều hướng đi, còn trừ khi nó hết hướng rồi, nó bị kia nắm thóp rồi, thóp gì thì không biết nha bạn. Nào tặc bây giờ like 54k, còn bên mình có 1k view, quá chán cho giới trẻ hiện nay. Anh không cảm thấy gì chán em. Thứ nhất á, là vấn đề là bây giờ, ví dụ như á, bây giờ á, mình với nào tặc là nó khác nghề, nó khác đối tượng, mà nó khác đẳng cấp, nó khác mục đích, nó khác tùm lum hết á. Thêm cái vấn đề nữa, thí dụ như nếu mà nói về view không á, thì á, một thằng ít view mà đời sống nó giàu có, nó an lành thì vẫn thích hơn cái thằng mẹ view nhiều mà sống thấp thỏm mà, đúng không? Cuộc sống này các bạn trải qua, bạn sống thấp thỏm chưa? Các bạn sống thấp thỏm mà sống gọi là nó bất an, lúc nào cũng có cảm giác có người rình rập mình, lúc nào cũng cảm giác nào tính chơi mình, lúc nào cũng có cảm giác nào tính rì bọt mình, hay là lúc nào cũng cảm giác không có chửi mình quá trời chửi luôn, mẹ khổ quá trời quá đất luôn, mà trong khi mình like thì sao, tại sao người ủng hộ mình nhiều vậy mà mình không giàu? Ồ, cái đó nó mới cay nữa chứ, đúng không? Còn tôi vẫn thích cuộc sống tôi hiện tại, tôi tự chủ được cuộc sống, cái vị trí trong cuộc sống tôi làm sếp tổng, tôi vẫn làm sếp tổng, đóng cái Facebook đi tôi cũng làm sếp tổng, mà đã làm sếp tổng rồi thì nói phải lời hay ý đẹp, nói chuyện phải đẳng cấp, phải thần thái, phải ngạo khí Việt Nam đó. Nên mấy ông đừng có so sánh với cái bài mày cũ rích, nó còn giới trẻ giới trâu gì kệ cha tụi nó, hiểu không? Tụi nó thành thì tụi nó hưởng, mà tụi nó bại thì tụi nó chịu, vậy thôi à. Cuộc sống này không ai mà lo cho ai được hết á, chỉ mình lo cho cha mẹ, mình lo cho người thân mình thôi, mình quan tâm mình lo chi cho mấy thằng sủ nhi. Mà bây giờ sủ nhi nó nhiều quá thì mình mới cảm thấy được giá trị thành công của mình, mà cuộc sống thằng nào cũng thành công hết, mình đi ở đâu trong cuộc đời này? Bạn Duy này hồi trước nổi tiếng lắm mà ta, dân Việt Nam biết nhiều lắm, xem livestream riết người ta chạy hết, dân Việt Nam like gì, dân Việt Nam xem like thằng nào tặc đầy quê tao toàn khen, xem lại mày đi, thì chừng nào quê mà hết khen thì mày chỉ nhà lên phố, còn mà còn khen thì cứ làm ở quê tiếp đi con. Mình không có xúc phạm mấy bạn ở quê nha, mình chỉ xúc phạm quê của con này thôi, quê thằng này của má Nam Bắc Cali gì đó, trong sa mạc gì đó, chắc quê thằng này nằm ở nó gì tù nghĩa đường quá đó, tôi nói vậy đó, tôi nói quê nó nha các bạn. Không có chừng nào quê mà hết khen đi là tự nhiên quê mày lên phố à, còn bây giờ quê mày còn khen nhiều quá thì thôi chấp nhận kiếp ở quê tiếp đi em.